Chắc hẳn trong chúng ta ai cũng muốn cho cái cơ thể sức khỏe chúng ta nó khỏe. Thì trong trong cơ thể chúng ta thì nó có hai cái bộ phận cũng rất là quan trọng, đóng vai trò rất là quan trọng trong cái sức khỏe của chúng ta. Đó là thận và gan. Như chúng ta đã biết, thận là nơi tàng tinh, thận sinh tinh sinh tủy. Gan là nơi tàng huyết. Gan chủ về gân cơ, thận chủ về xương khớp. Khi mà chúng ta vấn đề về gan và thận thì gân cơ và xương khớp của chúng ta nó sẽ có vấn đề. Biểu hiện là đau nhức, đau mỏi. Đấy. Khi chúng ta đi khám thì chỉ khi nào thận hư hoặc thận suy thì mới phát hiện ra thôi. Hoặc là viêm thận mới phát hiện ra thôi. Còn bình thường thì nó suy giảm ít thì chúng ta sẽ không bao giờ phát hiện được. Và rất là nhiều của anh chị mình muốn thận và gan chúng ta nó được khỏe mạnh để cho cơ thể chúng ta nó mạnh khỏe. Ở quanh chúng ta nó có rất nhiều cây dược liệu để hỗ trợ bổ gan bổ thận cho chúng ta. Đơn giản là những loại cây chúng ta hay gặp, hơn nữa là những cái bài thuốc dân gian, những bài thuốc kết hợp, hơn nữa là những cái bài thuốc ngâm rượu mà Phan Hải đã chia sẻ rất nhiều trong kênh rồi. Thời gian trước Hải chia sẻ rất là nhiều một số cái bài thuốc ngâm rượu. Trùng hợp trùng hợp là Phan Hải nhận mua hộ nữa, thì Phan Hải sợ của bác anh chị mình nghĩ là Phan Hải muốn chia sẻ những bài thuốc đó để Phan Hải mua hộ để có được cái gì đó. Nhưng thực sự ra khi Phan Hải mua hộ thì người ta hay gọi là chí công vô tư đấy. Hải không nghĩ gì hết. Đấy, đôi khi còn phải bù tiền ship nữa đấy chứ lợi lộc gì. Cái lợi ở đây á là giúp đỡ được của anh chị mình, mà giúp đỡ được của anh chị mình là Phan Hải thấy rất là vui đấy. Đó là cái mục đích mà Phan Hải mua hộ giùm của anh chị mình. Đã Phan Hải chia sẻ rất là nhiều bài thuốc hỗ trợ điều trị bổ thận, rồi điều trị xương khớp, rồi điều trị sinh lý, nói chung là rất nhiều. Nhiều bài thuốc 8 vị, 81, 18 nè, và cái thang đại bổ thang nè, thập toàn đại bổ nè, đại bổ thang đặc biệt 30 vị nè, rồi thang thần kinh tọa 6 vị nè. Rồi gần đây là Phan Hải chia sẻ gần đây nhất, và Phan Hải không chia sẻ nữa, đó là cái thang 35 vị đại thọ phục xuân thang 35 vị cao cấp. Thì Phan Hải chia sẻ như vậy thì vô tình Phan Hải nghĩ là mình làm gì rồi, không biết cô bác anh chị mình có nói mình là trục lợi không ta, cho nên bữa giờ Phan Hải không chia sẻ nữa đấy. Cho nên là Phan Hải muốn muốn giải thích như vậy. Rồi, hôm nay Phan Hải sẽ chia sẻ cho quý anh chị mình một cái loại cây. Dùng lá của nó uống hàng ngày thôi, nó sẽ giúp mạnh thận, mạnh gan. Nếu thận lỡ mà có bị viêm hay là có bị sỏi thì nó sẽ trị hỗ trợ cho chúng ta rất là tốt. Gan chúng ta hay bị viêm hay nhẹ nhẹ hay gì đó, nó cũng trị luôn cho chúng ta. Rất là tuyệt vời. Và sử dụng cây thuốc này thì nó giúp chúng ta thải, thanh lọc cơ thể, có những cái chất không tốt trong cơ thể nó thanh lọc ra luôn. Giúp cơ thể chúng ta nó gọi là khi mà ngủ dậy nó không có mì mệt, với lại khi chúng ta làm việc nó không có mệt sớm. Sử dụng cái lá này sau lưng Hải nè, đấy lá này nè cô bác, có ai biết lá này chưa? Rất là nhiều người lớn tuổi sẽ biết cái lá này. Đây lá này nè cô bác anh chị mình, thấy chưa, thấy rõ chưa? Đây, cây này là cây sổ cây sổ. Mùa này nó không có trái ha. Có trái thì hãy quay cái trái cho các bác chị mình xem. Trái nó kỳ lắm. Nó từng lớp, từng lớp, từng lớp. Giống như cánh hoa vậy đó. Mà nó chua. Lấy trái sổ, lấy cái lá cánh của nó đó. Cái cánh trái của nó là chúng ta nấu canh chua. Ngon lắm. Cái sổ thì có hai loại. Sổ đỏ và sổ vàng. Cái này là cây sổ vàng. Cách đây khoảng 5 năm, Phan Hải đã chia sẻ của bác chị mình cây sổ này. Lúc đó có hoa, có trái luôn. Hôm nay hết hoa, hết trái rồi. Thì hôm nay Phan Hải lại chia sẻ lại cho bác chị mình cách đây 3, 4, 5 năm mà. Phan Hải chia sẻ lại cái sổ này. Cái công dụng rất tuyệt vời của nó. Đấy. Hôm trước Phan Hải chia sẻ rất là kỹ rồi, mà cũng rất ít của bác chị mình quan tâm. Hôm nay Phan Hải chia sẻ kỹ lại. Để sao? Để có một số của bác chị mình quan tâm sao? Giúp phục hồi khỏe thận, khỏe gan, thanh lọc cơ thể. Nếu thận có sỏi hoặc viêm, nó sẽ hỗ trợ chúng ta điều trị luôn. Đây là cây sổ. Bộ phận sử dụng của bài thuốc hôm nay là chúng ta sử dụng cái lá của nó. Lá không quá già cũng không quá non. Ví dụ như cái cành này
Thì chúng ta không lấy cái cành non như thế này, lá non như thế này, chúng ta lấy cái lá như thế này. Đấy, đây. Lá này. Lá vừa vừa như thế này. Hơi dài dài như thế này cũng được. Đấy. Ha. Đó. Đây. Cây này rất tuyệt vời. Xem cái video này có mấy phút rồi đó mà giá trị lắm nha cô bác chị mình nha. Không phải chuyện đơn giản đâu. Phan Hải nói vui vậy thôi, nhưng mà cô bác anh chị mình tham khảo được thì rất là quý. Đấy, đây là một cái loại cây rất là tuyệt vời. Sổ thì như nãy hai đã nói, có sổ vàng và sổ đỏ. Cái hoa của nó, phân biệt cái hoa của nó đó, hoa màu vàng hoặc hoa màu đỏ. Cái này hoa màu vàng à, thì sử dụng loại nào cũng được, màu đỏ thì càng tốt. Rồi, lấy cái lá về à, lấy cái lá về, chúng ta cắt mỏng, cắt nhỏ, phơi khô. Phơi khô xong, cô bác chị mình là để vậy luôn, sử dụng luôn. Phơi khô không cần sao vàng hạ thổ gì hết ha. Phơi khô xong, để sử dụng luôn. Mỗi lần sử dụng lấy cho Hải khoảng dao động từ 50 đến 70 gram lá sổ khô. Bỏ vào nồi, đổ 2 lít nước nấu sắc còn lít chi điều uống trong ngày. Hoặc 2 lít nước nấu sắc còn lít rưỡi chi điều uống trong ngày. Cô bác chị mình sử dụng dao động từ khoảng từ 5 đến 10 ngày sau. Thì cảm thấy cơ thể chúng ta nó khỏe lên. Khỏe lắm. Đó. Và sử dụng khi nào cảm thấy khỏe thì thôi. Đấy. Đây, Phan Hải sẽ quay của anh chị mình cái cây sổ như thế nào, khi chúng ta ra ngoài chúng ta gặp thì chúng ta biết được ha. Bây giờ Phan Hải sẽ quay kỹ cho của anh chị mình. Đây, lá non của nó đây, cái màu này, và ở ngoài mặt lá nó có răng cưa. Đấy. Rồi, bác xem kỹ chưa? Cái gân lá màu xanh. Đấy. Đây là lá non. Đây là lá gần già. Đấy, và đây là cái lá già. Lựa cái lá nào vậy? Đây. Lựa cái lá nào mà không có sâu ăn. Quay vô quán chị mình tham khảo. Sẽ không có ta. Sâu ăn hết rồi của quán chị mình. Lá nào sâu cũng ăn. Đấy, thì cơ bản nó như vậy. Lá già đây. Dày lắm. Lá nó dày ha. Lá nó dày. Chứ không phải là mỏng, lá nó dày. Mặt trên nó có hơi nhám nhám, mặt dưới thì như thế này, cũng có lông hơi nhám nhám thôi, hơi thôi. À, còn cái thân của nó là thân non này, nó có lông này. Thấy kỹ lông chưa? Đó, lông á. Đọt của nó đây. Thân già của nó là có màu đỏ đỏ như thế này. Đấy. Lá nó mọc xoè le. À, đây lá mọc xoè le đây. Đây, đèn cây. Đèn cây. Thấy chưa? Một sò le chưa? Trên mặt lá của nó hơi mịn mịn, lông hơi mịn mịn. Cái cuốn lá của nó cũng có lông luôn nè. Đấy. Thấy chưa? Mặt dưới. Lông hơi mịn mịn thôi. Và cái ở ngoài lá của nó là cái răng cưa. Ở dưới đây. Này. Quay kỹ cho cô anh chị mình tham khảo ha. Đó. Đó, của anh nhìn xem kỹ ha. Và cái gân lá giữa của nó rất thẳng ha. Thẳng tắp luôn á. Đó. Rồi, bộ phận sử dụng là chúng ta sử dụng cái lá của nó. Đừng có lấy lá non, lá vừa già với lại lá hơi già thôi. Hơi già thôi, đừng có già quá ha. Lấy về. Đấy, ví dụ như cái cành này. Thì chúng ta lấy những cái lá như thế này nè. Như thế này à, như thế này. Còn những cái lá già quá như ở dưới này thì chúng ta không có lấy nè ha. Kỹ cho cô anh chị mình, vậy là Phan Hải thấy kỹ lắm rồi đó. Đây, toàn thân cây nó đây. Đó, những cái lá non thì nó sẽ có cái màu như vậy. Đây. Thân cây nó mọc đứng, cây này cây gỗ lớn hả cô anh chị mình nè. Gỗ lớn chứ không phải cây nhỏ nhỏ đâu, gỗ lớn. Cây này đó nó bự lắm, mưa nó gãy ngang. Như vậy là Phan Hải đã chia sẻ xong cho cô anh chị mình những cái công dụng rất quý, rất tuyệt vời mà ít người biết từ cái cây sổ này. Mong rằng nó có thể giúp đỡ được một phần nào cho quý anh chị mình ha. Mới mưa xong, ở sao còn chỉ mưa nữa kìa. Rồi thì Phan Hải cũng xin kết thúc video ở đây. Cũng xin cảm ơn quý anh chị mình rất là nhiều đã xem video tới giây phút này. Phan Hải kính chúc quý anh chị mình và gia đình luôn mạnh khỏe và luôn hạnh phúc. Bây giờ xin chào. Hẹn gặp lại quý anh chị mình trên kênh YouTube Phan Hải Channel vào những video tiếp theo.